Xin chào bà con, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, công ty cổ phần chanh leo Nafus chính thức áp dụng tem chống hàng giả mới trên thùng giống chanh leo Đài Nông 1. Đây có thể coi là một động thái quyết liệt từ phía Nafus trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái thương hiệu của công ty, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền lợi của bà con khi mua giống chanh leo từ Nafus. Đây là mẫu tem chống hàng giả mới áp dụng riêng cho giống chanh leo Đài Nông 1. Đối với giống chanh leo Pinon One, Nafus 1 và Quế Phong 1, hiện vẫn áp dụng mẫu tem chống hàng giả cũ như trước đây. Về mặt nhận diện thì mẫu tem chống hàng giả mới đối với thùng Đài Nông 1 có các dấu hiệu nhận biết như sau. Trên cùng là mã QR code, phía dưới mã QR code là một dãy series không trùng khớp với nhau, mỗi thùng có một mã series riêng. Phía dưới là logo của công ty Nafus, tiếp theo là dòng chữ Nafus chìm, và cuối cùng là một dãy mã số an ninh nằm phía dưới lớp phụ cào. Khi nhận giống chanh leo Đài Nông 1 từ công ty Nafus về, bà con hãy kiểm tra theo đầy đủ 3 bước như sau. Bước 1, quét mã QR code. Sau khi quét mã QR code thì sẽ thể hiện các thông tin bao gồm tên công ty sản xuất là công ty cổ phần chanh leo Nafus, tên giống là Đài Nông 1 và ngày xuất hàng. Thứ hai, đó là kiểm tra dòng chữ Nafus chìm. Với công nghệ cà đá lạnh tiên tiến, bà con hãy dùng một viên đá lạnh và cà lên khu vực có in dòng chữ Nafus chìm thì dòng chữ Nafus màu đỏ sẽ hiện lên. Và sau khi hết lạnh thì dòng chữ Nafus màu đỏ sẽ trở lại như cũ. Thứ ba, đó là kiểm tra dãy mã số cào an ninh. Bà con hãy cào lớp phủ trên dãy mã cào an ninh, sau đó soạn tin nhắn theo cú pháp CHG dấu cách NAF dấu cách dãy mã số cào an ninh, sau đó gửi về tổng đài 8077. Nếu đúng là giống chanh leo do Nafus sản xuất, tổng đài sẽ trả về kết quả là cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng giống chanh leo của công ty Nafus. Hotline 02696 568 586, website nafusviennong.com. Ngoài ra, trên mỗi cây giống trong thùng đều có gắn tem truy xuất nguồn gốc, trên đó thể hiện các thông tin như tên giống, ngày xuất hàng, ngày cắt mắt, công nhân ghép mắt, phân khu sản xuất và một số thông tin cần thiết khác. Vừa rồi, Dương Thúy vừa cung cấp đến bà con các thông tin hữu ích về việc áp dụng tem chống hàng giả mới đối với giống chanh leo Đài Nông 1 do công ty Nafus sản xuất. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bà con trong việc lựa chọn và xác minh nguồn gốc cây giống chanh leo chính hãng. Để cần thêm thông tin hỗ trợ, bà con vui lòng liên hệ theo số hotline 02696 568 586 hoặc nhắn tin vào fanpage Nafus, nhà sản xuất giống chanh dây công nghệ cao, website nafusviennong.com, luôn đồng hành cùng bà con nông dân Việt Nam. Nafus, thương hiệu xanh nâng tầm nông nghiệp Việt.